chiến sự Nga-Ukraine ngày 319 Chứng kiến sự tráo trở, lừa lọc và vô liêm sỉ của quân xâm lược Nga bị thế giới vạch trần Theo đó, những người ủng hộ nước Nga đã được phen mừng hụt Phía chỉ và các chuyên gia quốc tế đã tung ra các bằng chứng cho thấy không hề có việc tiêu diệt 600 lính Ukraine Giống như việc tuyên bố tiêu diệt hết các hệ thống HIMARS Tất cả chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng và tự an ủi sau thất bại thảm khốc như thường lệ của quân Nga cũng trong ngày thứ 319, những chiến binh vệ quốc đã thực hiện các cuộc tấn công thành công vào các khu vực tập trung binh lính Nga, đồng thời phá hủy một nhà kho chứa nhiên liệu của kẻ thù, bắn hạ 3 trực thăng và đưa 430 lính Nga đi đoàn tụ với Lenin. Trong ngày, Melitopol nổ kinh hoàng, Nga khẩn cấp di tản máy bay chiến đấu. Phương Tây ồ à cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10. Mỹ công khai viện trợ gói vũ khí trị giá 3,75 tỷ USD. Mới đây, chính phủ Liên bang Đức tuyên bố sẽ cung cấp 40 xe chiến đấu bộ binh Marder. Quân đội Ukraine đang cố gắng nâng cao hiệu quả của máy bay không người lái lên một tầm cao mới. Họ đang cố gắng lắp ráp một loại lựu đạn nhỏ, gần như không trọng lượng, có thể gắn vào máy bay không người lái và dùng để tiêu diệt xe tăng nặng 40 tấn của Nga. Nếu cựu tổng thống Brazil, Air Bolsonaro, được ví như là một phiên bản khác của Trump, thì đám đông những người ủng hộ ông lại vừa tạo ra một phiên bản ngày 6 tháng 1 khác của riêng mình khi đã tràn vào trụ sở quốc hội, tấn công dinh tổng thống và trụ sở tòa án tối cao ở thủ đô Brasilia. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Molly xin chào tái ngộ quý vị khán giả thân thương của The Saigon Post trong chương trình tin tức tổng hợp. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là diễn biến nóng nhất chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 319. Trong ngày, những chiến binh vệ quốc đã thực hiện các cuộc tấn công thành công vào người Nga và phá hủy kho nhiên liệu của kẻ thù. Quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các khu tập trung binh lính Nga, đồng thời phá hủy một nhà kho chứa nhiên liệu, điều này được báo cáo bởi OBC Ukraine có liên quan đến bản tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin của Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine, trong ngày hôm qua không quân của Ukraine đã thực hiện 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung của kẻ thù, cũng như hai cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống hỏa tiễn phòng không của chúng. Đồng thời, ba UAV của quân xâm lược có thể thuộc loại Orlin và ba trực thăng đã bị bắn hạ, một Mi-24 và một k 52 mỗi chiếc và loại của một chiếc khác đang được xác định. Bên cạnh đó, các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công hai khu vực tập trung nhân lực và phá hủy kho nhiên liệu của quân chiếm đóng. Đồng thời quân Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công theo hướng Bắc Mút, Avdivsky và Lyman, đồng thời cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật theo hướng Kubiansky. Bây giờ chúng đang tập trung nỗ lực vào việc chiếm khu vực Donetsk trong biên giới hành chính, nhưng không thành công. Tại hướng Zaporizhia, những vụ nổ mạnh mẽ được nghe thấy ở Melitopol bị chiếm đóng. Vào buổi chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 1, tiếng nổ lại vang lên ở Melitopol bị chiếm đóng. Trước đó, quân xâm lược được cho đã vận chuyển đạn dược và nhân lực đến tại nhà máy Gidromars, nơi quân đội Nga đã biến thành căn cứ của mình. Thông tin đã được thị trưởng thành phố Ivan Fedorov xác nhận trên Telegram. Đòn đầu tiên dán xuống căn cứ địch vào đêm ngày 8 tháng Giêng, có một đám cháy lớn tại nhà máy, vụ nổ của đạn pháo tiếp tục trong vài giờ sau khi bị tấn công. Cú đánh được lặp lại vào chiều Chủ nhật. Những người chiếm đóng Melitopol có lẽ đã không rút hết khói của họ. Ông bảo đảm rằng trong bối cảnh của cuộc pháo kích, người Nga đã khẩn trương đưa máy bay chiến đấu của họ lên bầu trời. Trước đó, Dialogue UA đã báo cáo rằng căn cứ của quân xâm lược ở Melitopol đã được bao phủ bởi xe cứu thương. Hiện tại, sau trận vô lê đêm từ Hamas, cho tàn vẫn còn từ căn cứ của Nga ở Melitopol. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 111.170 quân xâm lược Nga trong đó có 430 binh sĩ trong ngày hôm qua. Điều này được nêu trong báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Hơn nữa, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 3.069 cộng 3 xe tăng địch, 6.130 cộng 5 xe bọc thép, 2.065 cộng 3 hệ thống pháo, 431 MLRS, 217 hệ thống phòng không, 285 máy bay, 272 trực thăng, 1.849 cộng 5 duy vị tác chiến chiến thuật. 723 tên lửa hành trình, 16 tàu xuồng, 4.801 cộng 3 phương tiện và thùng nhiên liệu, 183 cộng 1 đơn vị thiết bị đặc biệt. Dữ liệu về thiệt hại của quân xâm lược sẽ được Sài Gòn Post cập nhật trong các bản tin trưa hàng ngày của Sài Gòn Post. Mời quý vị ghi danh để đón đọc. Thưa quý vị, cuối tuần qua, sau đợt thất bại thảm khốc về nhân lực do bị Hamas liên tục tấn công vào các cụm quân huy động, người Nga và những thế lực thân Nga đã có một màn tự an ủi nhau khi loan tin rằng chiến dịch trả đũa ở Kramatorsk đã thành công tiêu diệt 600 lính Ukraine. Nhưng mà một lần nữa, sự thật tiếp tục chứng minh tính đúng đắn của chân lý. Đừng tin những gì phát xứ Nga nói. Theo đó, phía Kiev cũng như các điều tra viên quốc tế đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng xác thực để phủ nhận tuyên bố giả của phía Nga. Quân đội Ukraine gọi tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về chiến dịch trả đũa ở Kramatorsk là giả mạo Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về cái chết của 600 binh sĩ Ukraine do các cuộc tấn công hỏa tiễn vào Kramatorsk cũng sai sự thật, giống như tuyên bố của phía Nga về việc phá hủy tất cả các hệ thống HIMARS. Điều này đã được tuyên bố bởi người phát ngôn của nhóm lực lượng phía Đông của lực lượng vũ trang Ukraine, Serhiy Zervaty, báo cáo, người đối thoại gọi tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga là hoạt động thông tin nhằm đáp trả các cuộc tấn công thành công của quân đội Ukraine vào nơi tập trung đông quân địch được trang bị vũ khí chính xác cao. Đại diện của nhóm phía đông cho biết thêm, phía Nga không có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào hai ký túc xá ở Kramatorsk, nơi được cho là nơi tập trung các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Nga tuyên bố rằng do hậu quả của cuộc tấn công, 600 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, đồng thời không có bằng chứng nào về thông tin lên tiếng được phía Nga cung cấp. Moscow gọi cuộc tấn công vào Kramatorsk là chiến dịch trả đũa nhằm đáp trả cuộc tấn công vào căn cứ của Nga ở Merkevka, dẫn đến cái chết của một số lực lượng những người được huy động vào quân đội Nga. Trong khi đó, hãng tin Reuters ngày 8 tháng 1 cho biết, sau khi Moscow tuyên bố về cuộc tấn công tiêu diệt 600 binh sĩ Ukraine nêu trên, phóng viên của hãng này đã tới thăm hai khu ký túc xá đại học mà Moscow cho biết là nơi ở tạm thời của các nhân viên Ukraine và là mục tiêu được nhắm đến cho hành động trả đũa. Tuy nhiên, cả hai ký túc xá ở thành phố Kramatorsk thuộc miền đông Ukraine này dường như không bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc bị hư hại nghiêm trọng. Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy những người lính đã sống ở đó và không có dấu hiệu của thi thể hay dấu vết của máu. Thưa quý vị, trong khi quân xâm lược Nga đang trên đường cạn kiệt vũ khí đến mức phải dùng hỏa tiễn phòng không của hệ thống S-300 để pháo kích Ukraine, thì ở phía ngược lại, đối tượng bị bắt nạt của nước này lại đang được phương Tây ồ ạt cung cấp vũ khí, sau khi Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10, Mỹ công khai viện trợ gói vũ khí trị giá 3,75 tỷ USD, thì mới đây, chính phủ Liên bang Đức tuyên bố sẽ cung cấp 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cuối tuần trước tuyên bố rằng cả hai quốc gia sẽ gửi các phương tiện chiến đấu bộ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ để giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo đó, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder trước cuối tháng 3 như một phần của giai đoạn hỗ trợ quân sự phối hợp với Mỹ, theo The Defense Post. Thông báo của Mỹ và Đức được đưa ra một ngày sau khi Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC, một phương tiện di chuyển bằng bánh lốt cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, Đức cũng dự kiến chuyển giao thêm một khẩu đội của hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine. Marder là một phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép IFV do công ty Rheinmetall Metal Lancetome của Đức sản xuất. Nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo vào năm 1960, đến năm 1971 những chiếc xe đầu tiên được bàn giao cho quân đội Đức. Model có trọng lượng khoảng 30 tấn, chiều dài 6,79m, chiều rộng 3,24m và chiều cao 2,98m. Thân xe được bọc giáp thép có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh văn đạn pháo, thậm chí nó có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20mm. Tháp pháo hai người của Marder được trang bị một loại khẩu pháo 20mm Grand MK20RH202 có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Pháo có thể xoay 360 độ và góc nâng hạ nòng là từ âm 17 độ đến 65 độ. Pháo được gắn đồng trục phía trên và bên phải của pháo chính là một súng máy 7,62mm MG3. Bên trái của pháo 20mm là 6 ống phóng lựu đạn khói 76mm hoạt động bằng điện. Ngoài ra, một súng máy điều khiển từ xa 7,62mm được gắn ở thân sau phía trên của khoang chở quần. Từ phiên bản Model 1A2 trở đi, nhà sản xuất đã lắp hỏa tiễn chống tăng có điều khiển ATGM Milan lên tháp pháo nhằm tăng khả năng tấn công các phương tiện hạng nặng. Thông thường, một xe sẽ mang 6 quả tên lửa Milan. Model có thể di chuyển trên quãng đường từ 500 km với tốc độ lên tới 75 km/h. Thưa quý vị, có lẽ bản thân Putin cũng không ngờ rằng chính cuộc chiến xâm lược toàn diện mà ông ta phát động lên quốc gia láng giềng đã khiến dân tộc bị xâm lược thức tỉnh. Họ đoàn kết quả cảm, gan dạ, thông minh và sáng tạo hơn bao giờ hết. tờ The New York Times mới đây viết, quân đội Ukraine đang cố gắng nâng cao hiệu quả của máy bay không người lái lên một tầm cao mới. Họ đang cố gắng lắp ráp một loại lựu đạn nhỏ gần như không trọng lượng, có thể gắn vào máy bay không người lái và dùng để tiêu diệt xe tăng nặng 40 tấn của Nga. Chiến tranh là kinh tế. Nếu bạn có một chiếc máy bay không người lái giá 3.000 mỹ kim cùng một quả lựu đạn 200 mỹ kim và bạn tiêu diệt được một chiếc xe tăng trị giá 3 triệu mỹ kim thì điều đó thật thú vị. Người lính Ukraine Craft, người phụ trách máy bay không người lái của đơn vị anh ấy nói với ấn phẩm, trong chiến tranh, máy bay không người lái đã thể hiện vai trò không thể thiếu trên chiến trường đối với cả quân đội Nga và quân đội Ukraine. Chúng được sử dụng trong trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và tấn công trực tiếp bằng máy bay không người lái Kamikaze. Hiện Grab và nhóm của ông đang cố tăng hiệu quả của máy bay không người lái để chúng có thể được sử dụng để mang theo lựu đạn. Khó khăn chính là tạo ra một quả lựu đạn như vậy. Theo Grab, nó sẽ nặng khoảng 1,1 pound. Đây là trọng lượng tối đa mà một máy bay không người lái DJI Mavic 3 có thể mang theo mà không bị gián đoạn chuyến bay đáng kể. Grab cho biết hiện tại, những viên đạn nặng khoảng 1 bao không thể xuyên thủng thân xe bọc thép chở quân hoặc xe tăng. Để thiết kế một quả lựu đạn có trọng lượng mong muốn, nhóm của ông đã sử dụng máy in 3D với sự giúp đỡ của nó. Họ đã cố gắng tạo ra một quả lựu đạn nhẹ, đồng thời có thể xuyên thủng áo giáp của xe tăng. Công việc của Grab và bộ phận của ông là liên tục sử dụng các loại lựu đạn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Và xin được tạm chuyển hướng sang một diễn biến địa chính trị nóng hổi ở Nam Mỹ thưa quý vị. Nếu như cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được ví như là một phiên bản khác của ông Trump, thì đám đông những người ủng hộ ông lại vừa tạo ra một phiên bản ngày 6 tháng 1 khác của riêng mình khi đã tràn vào trụ sở quốc hội, tấn công dinh tổng thống và trụ sở toán tối cao ở thủ đô Brasilia. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những người ủng hộ ông Bolsonaro hôm 8 tháng 1 đã phá hàng rào bảo vệ trèo lên mái và phá vỡ các cửa sổ của tòa nhà quốc hội Brazil trước khi đột kích vào bên trong. Trong một video do nhân chứng quay, đám đông bạo loạn cũng tấn công trụ sở tòa án tối cao. Nước tràn ra từ một cửa sổ bị vỡ và những dòng chữ được dán tạm trên một cửa sổ khác trong khi những người biểu tình mang theo cờ Brazil đang xem xét thiệt hại. Hồi tháng 11 năm ngoái, tòa án đã phạt ông Bolsonaro một khoản tiền lớn vì những nỗ lực nhằm chống lại kết quả bầu cử tổng thống năm 2022, cáo buộc ông gian dối. Các video khác dường như xác thực thông tin những người ủng hộ cựu tổng thống cánh hữu đã đột nhập cả vào dinh tổng thống Palacio da Alvarada và dinh Plenoto, nơi làm việc chính thức của người đứng đầu chính phủ. Dù truyền thông địa phương ước tính có khoảng 3.000 người tham gia biểu tình bạo loạn, nhưng các báo cáo của lực lượng cảnh sát ở thủ đô Brasilia được trích dẫn trên mạng xã hội bày tỏ lo ngại số người biểu tình đông hơn và áp đảo họ. Theo hãng tin Folha, tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva người kế nhiệm ông Bolsonaro mới tuyên thệ nhậm chức tuần trước đã được di tản tới một địa điểm an toàn ở thành phố Sao Paulo. Trước đó để tránh phải tham gia nghi lễ chuyển giao quyền lực cho đối thủ cánh tả, ông Bolsonaro đã chọn rời đất nước tới tiểu bang Florida, Mỹ. Cựu tổng thống để lại một thông điệp chia tay đầy nước mắt cho những người ủng hộ, nhắc lại rằng thất bại của ông trong tổng tuyển cử năm 2022 là không công bằng, đồng thời lên án các cuộc biểu tình bạo lực sau đó. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập, Molifan cảm ơn quý vị đã chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành tình cảm yêu mến cho kênh bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.